Lionel Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, với nhiều ý kiến đánh giá là tài năng xuất chúng nhất từng được xuất hiện trên sân cỏ thế giới. Tài năng của La Pulga phần nào được phản ánh qua số lượng bàn thắng khổng lồ mà anh có được trong sự nghiệp đỉnh cao kéo dài gần 20 năm, quãng thời gian không tưởng vì gấp 4 lần giai đoạn đỉnh cao của một cầu thủ thông thường. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này chỉ xét đến yếu tố bàn thắng. Chỉ tính những trận đấu chính thức, Messi đã ghi được tổng cộng 810 bàn thắng sau 1030 trận và 84.689 phút thi đấu, trong đó có 672 bàn cho Barcelona, 32 bàn cho Paris Saint-Germain, 3 bàn cho Inter Miami và 103 bàn cho tuyển Argentina. Số bàn thắng của anh cho Barca và Albi Celeste đều là kỷ lục. Như vậy, hiệu suất ghi bàn của siêu sao người Argentina là 0,79 bàn trên một trận và cứ mỗi 104,6 phút anh lại ghi một bàn. Tính theo giải đấu, Messi đã ghi 474 bàn tại La Liga, 56 bàn tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 129 bàn tại Champions League, 22 bàn tại Ligue 1, 13 bàn tại Copa America, 28 bàn tại vòng loại World Cup và một số bàn thắng tại các giải đấu khác như siêu cúp Tây Ban Nha, FIFA Club World Cup. Trong đó, La Pulga là chân sút ghi bàn thắng nhiều nhất lịch sử La Liga, nhiều thứ hai tại lịch sử Champions League. Trong sự nghiệp của mình, Messi từng 8 lần giành danh hiệu Pichichi, vua phá lưới La Liga và 6 lần đoạt chiếc giày vàng châu Âu, danh hiệu tôn vinh chân sút xuất sắc nhất mùa giải. Mùa giải bùng nổ nhất trên khía cạnh làm bàn của siêu sao người Argentina là mùa giải 2011-2012 với tổng cộng 82 lần làm tung lưới đối phương chỉ sau 69 trận. Tính theo năm, năm 2012 là năm mà Messi ghi được nhiều bàn thắng nhất với 91 bàn, cũng là kỷ lục thế giới. Dựa trên số liệu thống kê, Messi đã ghi được 677 bàn thắng bằng chân trái, 104 bàn bằng chân phải, chân không thuận, 26 bàn từ đánh đầu và 3 bàn từ bộ phận khác trên cơ thể. Trong đó có 108 bàn sau 139 lần đá phạt 11m, 63 bàn từ những tình huống đá phạt, 89 bàn từ những tình huống dứt điểm bóng sống từ ngoài vòng cấm và 550 bàn đến từ những pha dứt điểm trong vòng cấm và không tính đến penalty. Ngoài ra, nếu tính riêng giải vô địch quốc gia Champions League, 625 bàn thắng của Messi tại hai đấu trường này đến từ 2.921 pha dứt điểm, bao gồm 1.381 cú dứt điểm trúng đích và bình quân cứ 5,27 pha dứt điểm, La Pulga lại có một bàn thắng. Từ những số liệu thống kê này có thể hình dung ra một phần phong cách săn bàn của Messi. Đó là mẫu tiền đạo không giỏi không chiến vì thể hình hạn chế, chỉ cao 1m70, cũng không thường xuyên sử dụng chân không thuận để sút bóng. Hầu hết, bàn thắng của siêu sao người Argentina đến từ cái chân trái ma thuật của mình. 63 bàn đá phạt thành bàn cho thấy kỹ thuật dứt điểm siêu việt của La Pulga. Ngoài ra, Messi là mẫu tiền đạo cầu toàn và chỉn chu. Anh hiếm khi mạo hiểm hay cầu may bằng những cú sút từ xa. Chỉ khi cơ hội thật chín muồi, Messi mới tung ra cú dứt điểm. Thế nên tỷ lệ dứt điểm trúng không thành và dứt điểm thành bàn của siêu sao người Argentina là rất cao. Tuy nhiên, vì dứt điểm thiên về kỹ thuật, Messi không phải chuyên gia trên chấm 11m. Tỷ lệ đá hỏng phạt đền của La Pulga khá cao với 31 lần đá hỏng. Trước hết là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Messi. Đó là pha lập công trên sân Estadi Olympic Luis Companys trong trận Derby Catalonia với Espanyol vào ngày 16 tháng 10 năm 2004. La Pulga khi đó 17 tuổi, 3 tháng và 22 ngày, vào sân từ băng ghế dự bị. Phút thứ 82 của trận đấu, nhận đường truyền từ cú tâng bóng điệu nghệ của đàn anh Ronaldinho, Messi thoát xuống, bấm bóng qua thủ môn Kanemi để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barca. Kỷ lục này sau đó bị xô đổ bởi Bojan Krkić. Giai đoạn thoái trào của Barca trong kỷ nguyên Ronaldinho chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Messi. Từ một tài năng trẻ, La Pulga nhanh chóng trở thành hiện tượng. Một trong những dấu ấn mạnh mẽ đầu tiên của cầu thủ người Argentina để lại trong mắt người hâm mộ là cú hat-trick vào lưới đại kình địch Real Madrid của Barcelona trong trận cầu kinh điển diễn ra vào ngày 10 tháng 3 năm 2007. Nhờ 3 bàn thắng của Messi, bao gồm 1 bàn ở phút bù giờ, Barca đã có được trận hòa nghẹt thở với tỷ số 3 đều. Trong trận bán kết Copa del Rey với Getafe vào ngày 18 tháng 4, Messi đã ghi một bàn thắng rất giống với bàn thứ hai của Maradona trong trận tứ kết World Cup 1986. Tuyệt phẩm vẫn được gọi là bàn thắng của thế kỷ. Messi nhận bóng bên cánh phải gần vạch giữa sân, đột phá trên quãng đường 60m, vượt qua 5 hậu vệ trước rồi đưa bóng vào lưới đối phương, giống như vị tiền bối vĩ đại đã làm. Từ mùa giải 2008-2009, với sự xuất hiện của huấn luyện viên Pep Guardiola và sự ra đi của Ronaldinho, Messi dần trở thành linh hồn trên hàng công của Barca.
anh trải qua mùa giải bùng nổ để dẫn dắt gã khổng lồ xứ Catalonia đến với cú ăn ba vĩ đại, đồng thời vươn tới tầm vóc ngôi sao xuất sắc nhất thế giới. Bàn thắng đánh dấu sự đăng quang của Messi và Barca là cú đánh đầu lái bóng điệu nghệ tung lưới Manchester United trong trận chung kết Champions League vào ngày 27 tháng 5 năm 2009 tại Rome. Từ quả tạt của Xavi, Messi bật cao dứt điểm đánh bại hàng phòng ngự toàn những cây sào như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Edwin van der Sar. Hai năm sau chiến công tại thành Rome, Barca tái ngộ MU trong trận chung kết Champions League trên thánh địa Wembley. Một lần nữa, Messi tái khẳng định vị thế cầu thủ số 1 thế giới bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho gã khổng lồ xứ Catalonia bằng cú sút từ ngoài vòng cấm. Trước đó ở vòng bán kết, Messi cũng đã kết liễu Real Madrid bằng cú đúp, bao gồm một pha dê bóng qua ba cầu thủ phòng ngự khác, Mbappé, Mourinho. Mùa giải 2014-2015, Barca một lần nữa đặt cú ăn ba. Lần này là với huấn luyện viên Luis Enrique trên băng ghế chỉ đạo và bộ ba chứ danh MSN. Riêng trận chung kết cúp nhà vua, Messi đã ghi một trong những bàn thắng vĩ đại nhất sự nghiệp của mình. Siêu sao người Argentina đoạt bóng ở sát đường biên phải, đi bóng đột phá vào vòng cấm, vượt qua bốn hậu vệ to cao của đối phương, rồi bất ngờ dứt điểm vào góc gần. Tại Champions League, Messi ghi hai bàn và kiến tạo một bàn khác trong chiến thắng 3-0 trước Bayern Munich. Thời điểm đó dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guardiola, bàn thắng thứ hai của anh đến từ cú tâng bóng qua người thủ môn Manuel Neuer sau khi thực hiện cú lừa bóng ngoạn mục khiến Jerome Boateng ngã ra đất. Trong màu áo đội tuyển Argentina, những bàn thắng đáng nhớ nhất của Messi chính là những pha lập công đưa Albi Celeste đến với chức vô địch World Cup 2022. Anh bắt đầu bằng bàn thắng từ chấm 11m trong trận thua Saudi Arabia với tỷ số 1-2. Trước áp lực sau trận thua, Messi ghi bàn từ cú sút xa từ cự ly 20m ở lượt trận thứ hai gặp Mexico và kiến tạo cho Enzo Fernandez ghi bàn còn lại. Nhờ chiến thắng này, Argentina giải tỏa áp lực và tiến vào vòng trong. Đến vòng 1/8, Messi ghi bàn thắng trong trận thứ 1000 của sự nghiệp với cú đặt lòng sở trường vào góc xa. Tại bán kết, Messi lại nổ súng ở chấm 11m nhưng dấu ấn là cú đi bóng ngoạn mục loại bỏ Vadion. Và ở trận chung kết, Messi lập một cú đúp trong 120 phút và thực hiện thành công loạt đá luân lưu để đưa Argentina tới với đỉnh vinh quang. Với gia tài hơn 800 bàn thắng, dĩ nhiên Messi còn rất nhiều bàn thắng kinh điển khác. Vô vàn tình huống độc diễn, các pha lốp bóng đặc trưng hay sút phạt thanh ban bằng cách sục bóng kiểu Panenka. Tất cả chứng minh về tài năng xuất chúng bậc nhất lịch sử và bất cứ ai được theo dõi anh chơi bóng đều cảm thấy đó là một đặc ân lớn.